đánh lên, không phải đánh lên đâu mà gọi là mình tổng tổng đánh cho mình hết phải, đó là 14 bên mới nghĩa là x2 đấy nha, thì mình mới gọi là rút, không phải là mình thắng 7 bên đâu. Ví dụ 7 bên mỗi lần mình đánh thắng thua thì nó tính tổng đánh của anh em lên là 14 bên, nó mới bắt đầu cho rút anh em, để tránh trường hợp là anh em nhận ưu đãi sau anh em nghĩ luôn ấy. Thì vốn mình hôm nay là 7 bên và các bạn nhớ vào sự kiện điểm danh ngàn cày này, thì lúc này mình điểm danh được mấy chục ngàn đấy, cũng khá là ngon nha, bởi vì nó có ưu đãi các bạn, tại vì các bạn được sẽ ưu đãi à, ít nhất các bạn được 6.668 đồng khi đăng ký rút đại này, với là nhận điểm danh free hàng ngày này. Có co re mình sẽ tặng anh em, ngày mai mình sẽ mua tầm 5-10 co re mình tặng anh em nha, anh em nhớ điều đó nha. Nhưng mà phải tải link ở phía dưới, vì mình co re mình ấy, link ở phía dưới thì nó theo co re theo link ấy. Thì vốn mình hôm nay 77 nha, chứ bạn mà tải nơi khác thì các bạn sẽ không được đâu nha, bởi vì mình mua co re theo link ấy. Thì vốn mình hôm nay 77 mình sẽ vào đây là chơi phạt poker nha ha. Các biết hôm nay nó cho ăn không đây, mình đánh hết tổng cược đó là mình sẽ ấy thôi à, nghĩ thôi, mình chỉ cần ăn non non thôi là được thôi anh em, đéo cần ăn nhiều đâu, bởi game mà anh em mục đích nó tạo lợi nhuận mà, nó cho ưu đãi thì chắc chắn nó sẽ lấy từ anh em cả thôi à, anh em đừng có tham ăn to quá. Mình hôm nay ở 47 chính xác 70 thôi ấy, mình rút được là mình nghĩ luôn, đéo cần nhiều đó anh em à. Ôi giời ơi, ô ôi giời, chịu luôn đấy. Ôi giời ơi, chán rồi anh em ơi, toang rồi. Lỗ quá rồi anh em ạ, lỗ nặng quá rồi. Lỗ nhiều lắm này anh em ơi, vãi đạn thật đấy. Bây giờ tính ra là mình rút được đấy anh em, nhưng mà đang thua thì nghĩ thế đéo được. Phải lìn thật đấy anh em, nó cho ưu đãi là nó mình biết ngay rồi, điềm rồi. Nếu có chuyện nó cho ưu đãi ngon như vậy đâu, nhưng mà thật sự nó ngon thật. Nếu mình giữ bình tĩnh đánh từ 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 là mình nghĩ là mình ăn được đấy. Do mình tham quá anh em, đánh dễ bị cuốn lắm anh em ạ. Đây rồi, đây rồi, gần về bờ rồi nha. May nó có ưu đãi thành ra mình gần về bờ đấy. Ôi, cái gì vậy trời, gần về bờ nó cho ra đạo lại à, chơi phải đéo vui đâu nha, đéo vui xíu nào đâu nha, không vui xíu nào luôn ấy, chơi cho thua vậy à? ai dám chơi nữa, chơi cho người ta thắng quá chứ. Đây rồi, 63 rồi anh em ơi. Ôi giời, 63 lại rồi. Khó ăn thật sự đấy anh em, đéo phải đơn giản đâu. Game nó khó ăn lắm. Thôi phải đơn giản tí nào đâu anh em. Quá khó luôn đấy. 3 ra 2 anh em kìa. Đéo tin luôn đấy anh em, 3 ra 2. 4 này ra 3. Chịu luôn thật đấy anh em ạ. Không phải đơn giản đâu. Đéo phải thắng nó mà đơn giản rồi anh em ạ. Nó về những cái mình đéo ngờ luôn. Ôi giời, gần về bờ này. Còn chính là thua 100 rồi đấy. Tình này mình nghĩ là tham xíu nha. Ôi, thắng 300 rồi này. Đấy, bây giờ rút là rút được luôn rồi đấy. Nhà mình lầm lên 10 mê mình nghĩ nha. 8-9 mê đó. Chơi phải có muốn thắng chứ. Chơi mà hòa hòa thua thua thì đánh làm đéo gì. Đó đi. Trời ơi, đen này. Đó. Trời kia là thua lại kia. Má nó kìa. Cái gì vậy trời. Cái lìn vậy thôi. Thua rồi anh em ạ. Chịu ấy. Thì bây giờ mình sẽ bơm vào tầm 3 mê đi. Cho tròn 10 mê.
Nếu thua chịu thôi nha. Câu này bỏ qua nha bạn. Ok anh em, mình đã trở lại rồi nha. Má nó nạp một lần tiếp theo nó cho 20% anh em ạ. Do nó biết mình đã thua mà. Nhập tin. Bố mày đánh to luôn này. Thắng thắng luôn này, thua thua luôn này. Đây rồi. Bây giờ vợ tổng 4-10 mê nha. Kỳ vọng nó cho ăn thôi nha. Đừng có cho toang nữa là được. Bố mày đéo thích đâu. Chứ lúc nãy giờ toang lắm rồi đấy anh em. Nó cho thua nhiều quá. Cay chứ anh em. Vừa ăn lên xíu nó lại cho thua lại luôn anh em kìa. Má 4-3 kìa. Chịu luôn đấy. Chịu luôn đấy anh em. 4-3. Anh em ạ. Mình đến ả bỏ này luôn đấy. 4-3. Ôi trời đây rồi. Đẹp dám đánh to thật đấy nhỉ. Dám đánh to ván rồi. Trời ơi. Và nó biết đang nhận này. Ôi đây này. Đây này. 4-3 anh em ơi. Uầy. Lúc này 4-3. Bây giờ 4-3 tiếp anh em ạ. Nhưng mà ván này hên là mình ăn anh em ạ. Rồi. Hòa vốn này anh em này. Phải đánh nhỏ thôi nhỉ. Đánh lãi 20 mình nghĩ thôi. Đéo còn nhiều đâu. Khó đấy. Bây giờ khi chuẩn bị lại là nó bắt đầu. Kiểu giống như nó có cái cần trợ thì nó mình khó thắng lắm. Vẫn kỳ vào nó cho thắng nha. Dưới đi. Đó, may đấy đổi dưới cho anh em nè. Không phải nó thua mé rồi có đéo gì nữa. Đây rồi. Nghĩ anh em ơi. Thắng 20 luôn. Tuyệt vời quá rồi. Nên nghĩ tại đây thôi anh em. Và anh em nhớ rằng lấy những cái ưu đãi nó nhỉ. Thứ nhất, đó là các bạn sử dụng nhà cài này. Thứ hai, các bạn đăng ký số này là 6.668 đồng này. Đấy, có bao giờ mình sẽ tặng anh em luôn nha. Ok, thôi video này mình tốt. Bye bye anh em. Thì link game mình sẽ để phía dưới trái đường link mạo danh nha. Bye bye anh em.